Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta sử dụng phần mềm Photoshop và chúng ta thiết kế cái poster theo phong cách của MV Chúng ta của tương lai của Sơn Tùng MTP nha. Thì đây là cái hình gốc của người ta này, cái này là mình bắt chước theo cái phong cách đó. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm từ từ luôn, có nghĩa là nếu các bạn mới bắt đầu thì mình hy vọng là các bạn làm từ từ theo, các bạn sẽ bắt kịp được. Còn những bạn đã rành rồi thì mình nghĩ là sẽ đơn giản thôi. Ok, chúng ta cùng vô video nha. Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và đừng quên nhấn cái nút chuông bên cạnh cái nút đăng ký đó để không bỏ lỡ những cái video mà mình sẽ ra trong tương lai nhé. Và như mình giới thiệu rồi, trong video này thì nó sẽ là cái poster theo phong cách của MV Chúng ta của tương lai mà sếp sẽ ra trong ngày 8 tháng 3 năm 2024 ha. Và đây là cái hình gốc của người ta nè. Các bạn có thể thấy cái bố cục khá là hay ha. Hình Sơn Tùng này, hơi qua mặt đi, và ở trong là hình ảnh của Hải Tú này, và dòng chữ. Ở trong cái này thì mình có đầy đủ hết luôn, cả cái phông luôn, mình có phông được thiết kế sẵn, có Việt hóa luôn. Các bạn có thể gõ chữ đây, các bạn có thể thấy là mình có thể thay đổi được chữ luôn này. Rồi, đây thì mình sẽ chuyển cái size này thành lớn đi để các bạn dễ theo dõi nhé. Ok, đó. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành chúng ta làm lại từ đầu nha. Tất cả những cái mà mình chia sẻ ở đây thì chúng ta sẽ có đầy đủ luôn này. Phông này, các bạn có thể tải về và chọn cài một trong hai file này là được. Thường là cài cái phông True Type thì nó sẽ ok nhất ha. Cái stop này, một vài cái stop nếu các bạn chưa có hình. Nhưng mà mình khuyên thật các bạn nên tự chụp đi. Ví dụ như là chụp hình của bạn và người yêu. Ví dụ như là chúng ta có thể nên mặc đồ màu đen như thế này này, y chang Sơn Tùng luôn, mặc đồ màu đen và chụp cái góc hơi phía sau một chút xíu, 45 độ từ phía sau ha. Còn bạn gái thì có thể chụp với một cái ánh đèn hắt ở phía sau, phòng tối om luôn, hai người dẫn nhau giữa phòng, tắt hết đèn đi, rồi để một cái đèn ở phía sau người mẫu, người bạn gái đó, rồi hắt lên thì nó sẽ có cái ven như thế này thôi, và các bạn thể chụp lại và ghép lại theo cái phong cách này. Trường hợp các bạn không có bạn gái thì thôi, chụp một mình bạn thôi cũng được, không cần cái hình nền đâu, không cần cái hình ảnh đâu ha. Và dòng chữ này nọ rồi thì chúng ta sẽ bắt chước theo. Cái hình này thì mình sẽ giữ, cái file này thì mình sẽ đóng đi và chúng ta sẽ làm từ đầu nhé. Một cái video này nó sẽ khá là hay và tất nhiên rồi, bởi vì mình làm tương đối kỹ cho nên nó sẽ hơi dài một chút, thì anh em thông cảm nha. Rồi, mình sẽ kiểm tra cái size, kích thước của cái hình này. Mình có thể vào menu Image, chọn là Image Size. Ở trong này sẽ có cái size này. Kích thước gốc của nó là 1152 và 1440. Thì mình sẽ tạo một cái file mới tương tự như vậy thôi. 1152 và 1440. Các bạn có thể nhập ở đây, 1152 này. Ở dưới này là 1440. 1440 và nhấn Create. Resolution các bạn để 72 là được. Thì nếu như các bạn in ra thì các bạn có thể để là 300. Còn không, nếu các bạn chỉ có up lên Facebook thôi thì chúng ta để 72 là đủ nha. Pixel trên in nha. Và nhấn Create. Rồi, ở cái home này chúng ta đã có rồi. Tuy nhiên mình muốn điều chỉnh một chút, tại vì cái hình này khi mình làm xong mình sẽ up lên Facebook, cho nên là mình sẽ tối ưu cái kích thước của nó bằng cách là chúng ta chuyển cái cạnh dài về 2048. Đây, cạnh của mình đang là 1152 và 1440, thì 1440 là cạnh dài thì mình sẽ nhập đây là 2048, bởi vì nó đang có cái dấu xích cho nên là 1152 nó sẽ tự động nó tăng lên để cho nó đúng kích thước luôn, và chúng ta nhấn OK. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái file là tạm gọi khá là ổn rồi. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ tạo một cái background màu đen trước đi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cần có một cái sọc sọc như thế này. Các bạn thấy sọc sọc không? Thì để cái này các bạn có thể lên trang Freepik. Các bạn có thể lên freepik.com và các bạn search bằng cách ví dụ như là các bạn gõ là search là light black background. Đó, thì chúng ta cứ thế chúng ta đi search thôi. Các bạn sẽ tìm coi, có thể lọc ra là photo thôi này, photo thôi. Hoặc là không photo đi, chúng ta để free này, chọn là những cái miễn phí thôi. Và bây giờ thì các bạn có thể kéo xuống và chúng ta tìm coi cái nào cảm thấy ok nhất. Thì tùy các bạn chọn, ví dụ như cái nào gạch gạch, ví dụ như là nó ngang hay là nó dọc đều được ha, nó xéo cũng được, tại vì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý lại sau. Thì đây các bạn chỉ việc chọn tới, tìm tới cái nào mà các bạn cảm thấy nó hợp thôi. Ở đây thì mình đã chọn sẵn một cái nó không có quá chính xác ha. Đây, đây là cái mà mình chọn này, nó không hề chính xác, nhưng mà chúng ta sẽ xử lý nó để cho nó gần giống và chúng ta dùng được ha. Thì đây mình sẽ kéo cái này về trước đi.
Cái link tải của cái bộ này các bạn có thể coi ở phía dưới phần comment á ha. Và như mình để mình thay đổi cái góc như thế này á thì đâu rồi? Oh, sorry các bạn. Kéo vô ha, kéo vô cái màn hình của chúng ta này. Đó, mình sẽ phóng lớn nó ra và để ở cái phần góc này. Các bạn giữ phím shift này và chúng ta chỉnh tới 45 độ. Đó là nó sẽ dọc thôi. Đó, bởi vì ở đây nó đang làm chéo 45 độ thì mình làm chéo như này để cho cái cạnh cái sọc này nó dọc xuống là đúng ý mình ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ chuyển nó về, bởi vì mình kéo thả vô cho nên nó đang là Smart Object, thì mình sẽ chuyển nó về dạng bình thường bằng cách là kích chuột phải vào đây và chọn là Rasterize Layer. Rồi, ở đây thì mình sẽ có một cái background, background sọc. Đó, rồi. Cái background sọc này thì nó sẽ không có được gọi là đầy đủ như, cho nên là mình sẽ, nếu như trường hợp các bạn sử dụng phiên bản cũ, Photoshop phiên bản cũ, các bạn có thể sử dụng cái cần chuột, đâu rồi, chúng ta nhấn cần chuột T này, sau đó các bạn kéo giữ phím shift nha, chúng ta giãn nó ra, kéo dài ra để cho nó có cái cạnh dọc như chúng ta cần, như thế này là mình cảm thấy cũng khá ổn ha. Rồi, ví dụ như là những cạnh này còn thiếu này thì mình có thể sử dụng cái mình sẽ sử dụng cái brush ha, sử dụng cái clone stamp tool, clone stamp, nhớ đang chọn ở background dọc nha, giữ phím internet và lấy mẫu ở đâu đó, rồi mình đưa thẳng nó lên nha, click thẳng ở trên này một cái đó, và chúng ta cứ vậy chúng ta click để chúng ta mở rộng cái background ra ha. Đó, tương tự như vậy ở phía bên này thôi, mình sẽ đưa xuống ở phía dưới. Tất nhiên rồi, các bạn bắt chước mà, chúng ta không thể nào đòi hỏi là chúng ta tìm được một cái ảnh chính xác được, cho nên là có là tốt lắm rồi. Rồi, thì đây mình đã có như thế này rồi, mình sẽ di chuyển nó qua bên đây một chút này. Đó, các bạn sẽ thấy là bên này thì cái phần sọc xuống thì nó to, nhưng mà phần bên này thì nó nhỏ. Thì đơn giản là mình sẽ nhân đôi cái này lên thôi, nhân đôi, nhấn Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa phím H và phím K nha, Ctrl J. Nếu như Mac thì các bạn chỉ cần chuyển cái phím Ctrl thành phím Command là được rồi, Command J ha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl T, đó, để chúng ta resize lại và mình sẽ đưa nó qua bên này. Và mình sẽ cho nó gọn nhỏ lại, đó, chúng ta sẽ có cái cạnh nhỏ như thế này, đó. Rồi, nó sẽ hơi bị lộ ở đây đúng không? Thì mình sẽ sử dụng cái layer mask, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái eraser tool cũng được. Lớn lên xíu hardness 100% và chúng ta bôi một cái thì trên dưới như này. Giữ phím shift nha. Đó. Chúng ta sẽ có kết quả như này. Rồi, đối với mình thì như thế này đã là khá ổn rồi ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm cái phần mà vệt vệt màu, vệt màu. Các bạn thấy cái phần màu này không? Cái phần mà phát sáng ở phía sau sơn tùng á. Đó, ở đây thì các bạn có thể cũng làm tương tự thôi. Các bạn có thể lên Freepik, các bạn search là Blur Gradient Gradient. Cái màu chuyển á thì nó là gradient đó anh em. Background Black, Yellow. Đó, mình gõ luôn cả cái keyword mà mình cần ha. Blur nó bị mờ mà, nó là blur. Gradient là cái dạng màu chuyển ha. Background là hình background, là hình nền á. Và cái black yellow mình sẽ nhập luôn cả cái đó. Thì các bạn có thể tìm coi thử coi là cái nào các bạn cảm thấy phù hợp không. Ở đây thì mình đã chọn sẵn một cái mà mình cảm thấy cũng na ná rồi ha. Các bạn có thể sử dụng cái này, các bạn có thể kéo thả vô. Đó, và chúng ta nhấn Ctrl có sẵn cái nếu như nó đã hiện sẵn cái khung như thế này rồi thì các bạn có thể điều chỉnh ngay, còn không thì các bạn nhấn Ctrl T á. Và chúng ta sẽ coi thử, đây, bên này to, bên này nhỏ. Thì chúng ta sẽ đây, bên này to, bên này nhỏ đúng không? Chúng ta lật ngang lại. Click Ctrl T, click chuột phải chọn Flip Horizontal là lật ngang ha. Flip là lật, horizontal là ngang. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có thể tăng giảm kích thước làm sao đó để các bạn cảm thấy nó vừa nhất có thể. Đó, ví dụ mình cảm thấy như thế này. Sau đó các bạn sẽ chuyển cái Blending Mode thành Screen, chẳng hạn như vậy. Đó, thì nó sẽ ra tương tự như thế. Các bạn có thể điều chỉnh lại bằng cách sử dụng cái Eraser Tool luôn. Eraser là cục tẩy á. Hardness mình để 0% và Size mình để lớn chút. Và mình bắt đầu tỉa tót lại ở những cái phần mà nó đang bị như thế này. Thì mình sẽ tỉa lại đó, kiểu như vậy ha. Size mình có thể để lớn hơn chút. Đó, mình tỉa lại sao cho nó hợp và các bạn còn thấy được là được rồi. Tuy nhiên mình có thử nhưng mà mình nghĩ là
mình có thể tự làm được ha, mình có thể tự làm được bằng cách mình sẽ sử dụng cái Brush Tool này. Mình sẽ tự làm luôn để cho nó gọi là giống nhất theo ý mà mình cần ha. Mình sử dụng brush ha. Hardness mình để 0%, size mình để bé bé thôi. Màu thì mình sẽ để là màu trắng. Các bạn thể thấy là màu trắng của brush nha. Đó, màu trắng của brush này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành bôi bên này to đúng không? Bên này nhỏ đúng không? Rồi, mình để như này. Ok ha. Và bây giờ thì mình sẽ nhấn Ctrl T này. Các bạn thấy là mình đã tạo ra một cái layer mới. Nếu như các bạn sẽ vẽ nó thành một cái layer mới nha. Cái này các bạn có thể nhấn nút Ctrl Shift N. Đó, tạo layer mới. Và đây mình sẽ đặt là vệt sáng chẳng hạn như vậy. Đó, chúng ta có layer mới vệt sáng này. Sử dụng cái brush ha. Và vẽ lại như hồi nãy mình đã vẽ đó. Hình này không có gì nhạy cảm đâu nha. Hoàn toàn không có ý đồ nhạy cảm nha. Rồi, ok. Đó, ví dụ như vậy. Rồi mình nhấn Ctrl T. Mình phóng to ra. Đó, phóng to ra. Mình nghĩ là mình sẽ vẽ thêm một phần ở giữa này. Đó, ok. Rồi, nhấn Ctrl T và phóng to nó ra. Đó, ví dụ như vậy nha. Mình vẫn thấy vẫn chưa đủ. Mình sẽ để hơi xéo một tí như thế này. Rồi. Rồi, mình nghĩ như thế này là khá ổn. Rồi, để nó vừa vừa như thế này thôi nha. Sau đó mình sẽ vào menu Filter. Chọn Blur, chọn Gaussian Blur để nó mờ nhiều hơn nữa ha, bằng cách là tăng cái này lên thôi. Rồi, các bạn có thể chọn tăng bất kỳ cái kiểu gì mà các bạn cảm thấy nó là phù hợp ha. Thì ở đây các bạn thấy là nó hơi chéo như thế này. Thì có lẽ là mình sẽ làm lại một cái khác cho nó hợp hơn. Vệt sáng này ha. Blur để ngang ra. Ok, rồi, phóng to. Dưới này thì mình sẽ bôi cho nó đầy. Rồi, phóng to. Rồi, mình nghĩ là kiểu kiểu này hợp hơn. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ vào menu Filter, Blur, chọn Gaussian Blur. Và mình sẽ làm cho nó blur nhiều ra một tí. Kiểu như vậy. Rồi, các bạn cảm thấy vừa ý chưa? Các bạn cứ làm tới khi nào mà các bạn cảm thấy vừa ý được thì thôi. Như này mình cảm thấy cũng khá ổn rồi ha. Rồi thì bây giờ cái phần blur này nó có màu thì chúng ta sẽ làm bằng cách là chúng ta click chuột phải vào cái layer vệt sáng này, chọn blending option ở trên cùng, hoặc là các bạn click vô cái phần trống của layer, click vô thì nó sẽ hiện cái bảng là layer style ha. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn vào cái gọi là gradient overlay. Gradient overlay. Đây thì hồi nãy là mình có làm cho nên là nó sẽ hiển thị thành như thế này. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ chuyển nó lại về Basic đi. Rồi, mặc định thông thường các bạn tạo cái gradient thì nó sẽ có màu như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chọn màu thôi. Màu của mình nó sẽ là hơi màu vàng một tí. Màu vàng một tí. Mình sẽ để tạm ở đây đi, các bạn có thể chỉnh lại được mà. Màu trắng, ở giữa là màu trắng. Các bạn có thể quan sát thử ở bên cái hình gốc của người ta coi là nó là màu gì nha. Còn bên này nó sẽ là thêm một màu vàng nữa. Rồi. Ok. Ở đây thì có thể là mình sẽ tăng cái sắc của nó lên tí, các bạn để lên cao nên ok. Rồi. Đó, các bạn sẽ có kết quả như thế này ha. Và các bạn, chúng ta sẽ theo dõi thử coi là nó sẽ phù hợp hay không thì chúng ta điều chỉnh lại. Ví dụ như ở đây là mình cảm thấy là ở phía giữa này nó không hẳn là màu trắng mà nó hơi màu vàng và hai bên nó đậm. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần click đôi vào cái overlay này, chúng ta điều chỉnh lại thôi ha. Chúng ta click lại vào overlay này. Đó, thì thay vì màu trắng đúng không? Click vô cái núm này. Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh lại sao cho nó ra cái màu hơi vàng chứ không phải là màu trắng. Hơi thôi nha, hơi thôi. Rồi, hai bên này thì mình có thể là mình sẽ làm cho sắc độ của nó cao hơn. Đó, như thế này. Rồi, hiện tại thì mình cảm thấy cái như thế này là khá ổn rồi. Không 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 có gì gọi là chưa ổn nữa ha. Tùy các bạn nhận định là cái hình của các bạn thừa thiếu cái gì thì chúng ta có thể thay đổi sao cho nó phù hợp. Ở đây thì mình sẽ resize lại chút. Các bạn cứ nhấn Ctrl T rồi chúng ta resize lại thôi. Tới khi nào mà các bạn cảm thấy vừa ý ha, hình của các bạn mà. Hình các bạn nhiều khi các bạn ghép người yêu vô mà làm sao mà mình có quyền quyết định được đúng không? Rồi. Rồi thì chúng ta đã xong cái background. Các bạn thấy background cũng khá là ổn rồi ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tách hình nền người vô. Nếu như là hình
mà các bạn tự chụp thì theo mình nha, các bạn nên chọn cái áo màu đen, đen hoàn toàn luôn á, sơ mi đen hoặc là cái áo cô tông, áo áo nói chung là áo gì cũng được, đen từ trên xuống dưới là được rồi. Và chúng ta sẽ để tóc tai nó gọn gàng tí và chúng ta sẽ có chụp ha. Và các bạn chụp xong rồi, chúng ta sẽ cho hình vô trong Photoshop, click chuột phải chọn Photoshop. Ở đây thì mình đang sử dụng phiên bản Photoshop 2024, tuy nhiên là các bạn có thể làm với phiên bản nào cũng được, không cần phải phức tạp quá đâu. Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn phần người bằng cách là sử dụng cái Quick Selection Tool. Tất nhiên các bạn có thể chọn bằng rất là nhiều những cái tính năng khác, ví dụ như là Select Subject, click cái rồi để máy nó chọn thôi. Đó, như ở đây là đó, máy nó tự chọn cho mình này. Nhưng nếu như các bạn là một người không rành lắm, chúng ta có thể sử dụng cái công cụ là Quick Selection Tool này. Ví dụ các bạn đang sử dụng một cái phần mềm cũ chẳng hạn như vậy, không có cái Quick Selection, hay không có cái Auto Select đó thì sao ha? Chúng ta có thể sử dụng cái này được. Rồi thì mình sẽ chọn phần người xương xương thôi là được rồi. Các bạn có thể chụp bán thân là ổn nha. Rồi, ở đây thì mình cảm thấy như vậy là ổn rồi. Mình sẽ điều chỉnh lại bằng cách là chọn lại vào Quick Selection này và chọn là Select and Mask. Và ở trong cái phần này thì mình sẽ điều chỉnh lại Rồi, ok. Thì ở đây thì mình sẽ điều chỉnh lại bằng cách là mình sẽ chọn cái công cụ thứ hai và mình bôi lại cái phần tóc sao cho nó bỏ cái phần màu trắng đi. Bỏ cái phần màu trắng đi. Chúng ta tránh để bị nó làm lộ ra quá nhiều ở phần râu nữa này. Rồi, ở đây thì phần những cái điều chỉnh này thì các bạn có thể coi những cái video mà mình đã làm ở trên YouTube rồi, hay các bạn có thể bắt chước theo, hoặc không các bạn để thông số kiểu như thế này cũng là được rồi. Smooth mình để là 8, feeder mình đang để 0.5, các bạn có thể để nhỏ nhỏ thôi, ví dụ không phải 0.5 các bạn để 0.1, 0.2. Contrast các bạn cứ tăng lên tới khi nào các bạn cảm thấy cái đường biên của các bạn nó phù hợp là được nha. Các bạn đừng đóng đinh các bạn vào những cái thông số mà mình làm ở trên cái màn hình của mình. Các bạn hoàn toàn có thể tự biến tấu để nó thành một cái hình của các bạn hơn nha. Rồi, contrast thì mình sẽ làm cho cái phần viền này nó đều hơn nè. Rồi quan trọng nhất là cái decorated color thì mình sẽ khử cái màu ở cái viền đi. Nếu như các bạn cảm thấy cái phần viền của các bạn bị ám những cái màu của phần tường này, phần background này, thì các bạn phải tăng cái phần này lên để nó chuyển cái phần đó thành màu trắng đen, nó sẽ không có bị lộ. Rồi, ở đây thì mình sẽ để là new layer with layer mask, hoặc là các bạn để thành new layer luôn cũng được ha, mình nhấn ok. Đó thì mình sẽ có một cái bức hình đã được tách nền phần người ra rồi. Đó, bây giờ mình chỉ cần sử dụng move tool ha, mình sử dụng move tool này, kéo cái layer người này đưa qua cái cửa sổ của mình nha và đưa ông đây, thả chuột ra. Đưa xuống đây rồi mới thả chuột ra nha anh em. Rồi, ở đây thì mình sẽ nhấn Ctrl T. Mình điều chỉnh lại kích thước và vị trí sao cho nó ok nhất. Như đây các bạn thấy là Sơn Tùng đang quay về phía bên trái thì mình sẽ cần chuông T. Hồi nãy mình flip horizontal đó hả? Nhấn chuột phải chọn flip horizontal. Rồi, và chúng ta sẽ thay đổi cái vị trí của người mẫu làm sao cho nó phù hợp. Các bạn có thể cho nó nghiêng lại một chút cũng được này. Rồi, ví dụ như là mình để tầm như thế này đi. Mình thấy như thế này cũng khá là ổn rồi ha. Rồi, đây mình sẽ để là người mẫu nam. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào menu filter, chọn là Camera Raw. Ok, ở trong cái bảng Camera Raw này thì mình sẽ chỉnh đơn giản thôi. Mình sẽ giảm exposure một chút xíu, giảm exposure một chút. Tăng cái highlight lên để chúng ta thấy được cái phần mặt khi mà chúng ta giảm cái màu. Đây, màu thì ở phía dưới phần Vibrant thì các bạn có thể giảm xuống ha, đừng giảm hết cỡ, đừng giảm cái saturation, tại vì khi các bạn giảm saturation nó sẽ làm cho cái màu của bạn nó trở nên rất là thiếu sức sống và nó làm như kiểu là hình hình thở, nó không có ok ha. Giảm Vibrant thì ok, các bạn thấy khác biệt khi mà giảm Vibrant và giảm saturation không? Đó, đây là về trắng đen hoàn toàn này, còn đây nó thực sự không phải là trắng đen mà nó vẫn hơi hơi có một số cái màu sơ cấp ha. Rồi thì mình sẽ để kiểu kiểu như vậy và mình nhấn ok. Rồi mình sẽ có kết quả như thế này. Nếu trường hợp các bạn cảm thấy hình của các bạn không đủ thì các bạn hoàn toàn có thể vào lại trong Camera Raw và các bạn điều chỉnh lại sao cho nó phù hợp. Còn hiện tại như mình coi thế này là cũng khá ổn rồi. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ điều chỉnh lại coi là những cái phần
phần người của ông ta đã ổn hay chưa. Các bạn coi thử ha, cái phần viền này, nếu như cảm thấy phần viền chưa đẹp, ví dụ như là những nó còn lộ cái phần màu trắng chẳng hạn như vậy, thì các bạn hoàn toàn có thể chọn vào phần người nha, vào menu filter và chọn là minimum, sau đó các bạn có thể để là một một hoặc là 1.5 kiểu như thế, để nó bỏ bớt cái phần viền ở phía ngoài đi. Rồi. À, như hình này thì mình cũng cảm thấy khá ổn, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm mịn da một chút xíu bằng cách sử dụng cái panel Darkroom của mình. Tất nhiên là các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái panel hoặc là action hoặc là plugin gì mà các bạn có, miễn sao các bạn tiện nhất thôi, hoặc là chấm bằng tool cũng được nữa. Nếu các bạn không muốn làm mịn da, các bạn bỏ qua cái bước đó luôn cũng được, không sao đâu. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ, mình nghĩ là mình cần làm giảm cái phần 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 màu của người mẫu, nhưng mà để cho nó dễ thì mình sẽ tách nền phần người mẫu nữ trước đã. Mình sẽ click chuột phải phần người mẫu nữ này, chọn là Open with và chọn là Photoshop để chúng ta mở cái hình đó với Photoshop nha. Rồi ở đây thì mình sẽ làm đơn giản bằng cách sử dụng cái Quick Selection bôi vào phần người mẫu sao cho nó đầy đủ nhất có thể nha. Rồi rồi mình cảm thấy như thế này là khá ổn rồi. Select and Mask này nó sẽ lưu lại thông số hồi nãy, cho nên là mình cảm thấy cũng khá là ổn rồi. Tuy nhiên nếu các bạn muốn bôi thêm thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái công cụ điều chỉnh Refine này ha. Đây là Refine Brush này, chúng ta bôi lại, click lại vào cái phần viền để cho nó điều chỉnh lại cái phần tóc. Và bây giờ mình nhấn nút OK. Đó, mình sẽ lấy được phần người ra. Nếu các bạn sử dụng Curve quen thì nếu các bạn sử dụng Pen Tool mà quen tay thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Pen Tool. Ở đây thì mình không có đóng khuôn các bạn là phải sử dụng bất kỳ một cái tool nào nha, miễn là các bạn làm ra được cái bức hình là tốt rồi. Rồi ở đây thì mình sẽ đặt tên cái hình này là người mẫu nam đúng không? Thì bây giờ sẽ hình này sẽ là người đâu rồi, người mẫu nữ. Rồi và mình sẽ click chuột phải và chọn là Create Clipping Mask để cho cái phần người mẫu nữ này bị phụ thuộc vào layer người mẫu nam. Có nghĩa là người mẫu nam ở đâu thì người mẫu nữ sẽ chỉ hiển thị ở những chỗ mà có cái pixel của người mẫu nam thôi. Ha, các bạn hình dung không? Rồi thì ở đây thì mình sẽ cần, các bạn hoàn toàn có thể nhấn Ctrl T này và điều chỉnh lại cái vị trí sao cho nó phù hợp ha. Và đây thì mình cũng sẽ giảm cái vibrance bằng cách làm vào menu filter, chọn là camera filter. Rồi trong này thì mình cũng sẽ giảm vibrance xuống ha, và highlight exposure này nọ đồ các bạn hoàn toàn có thể tự chỉnh sao cho nó nổi bật nhất cái phần người mẫu lên. Đó, ví dụ mình để tầm như thế này, wide mình để nhẹ lên như này, rồi nhấn OK. Đó, bây giờ thì mình sẽ chuyển người phần người mẫu của mình về lighten. Mình nghĩ là lighten là ổn. Tạm thời mình sẽ để lighten đi. Các bạn hoàn toàn có thể tự chỉnh lại nhé. Opacity mình giảm xuống một chút để cho nó hơi hơi hiển thị thôi. Các bạn thấy phần hiển thị này không? Ha, và các bạn thấy là cái phần người nó hơi gần như nằm giữa cái phần đầu. Tất nhiên là đây có một cái lợi thế của Sơn Tùng là bởi vì người ta đã chụp sẵn, thành ra là người ta chừa được phần đầu ở phía sau phần tóc á, khá là nhiều. Cho nên là hồi nãy mình mới nói các bạn nếu như tự chụp á thì các bạn nên để cái phần tóc nó thừa nhiều một tí ha, hơi từ phía sau nhiều hơn để chúng ta có cái phần tối ở phần tóc á, thì chúng ta sẽ ghép nó đẹp nhất. Tuy nhiên ở đây trong trường hợp này thì mình sẽ làm một việc, đó là làm giảm cái ánh sáng ở phần giữa của người mẫu đi ha. Mình sẽ sử dụng cái công cụ đây, click vào phần người mẫu nam này, mình giảm cái ánh sáng trước, mình sử dụng Curve. Rồi thì mình sẽ giảm ánh sáng xuống một tí, tầm mấy tầm này, và tăng bỏ bớt cái màu đen đi. Đó, mình nghĩ như thế này là khá ổn. Rồi mình click lại vào phần người mẫu nam nha, và mình bôi vào cái phần phần mình muốn làm tối. Cụ thể ở đây là cái phần đặc biệt là cái tai, các bạn thấy phần tai không? Ha, cái phần tai nó sáng quá, thành ra là nó cản vào phần mặt người mẫu. Cho nên là đây mình sẽ chọn cái vùng này, mình click chuột phải chọn feeder và mình để lên là tới 100% luôn, 100 pixel ha. Và đây thì mình sẽ sử dụng curve hoặc là brightness contrast cũng được, bất kỳ một cái công cụ nào để chúng ta có thể giảm cái phần màu xuống ha. Rồi, mình sẽ để giảm màu, giảm ánh sáng thôi. Có thể là mình sẽ không không sử dụng brightness contrast mà mình sẽ sử dụng cái curve chẳng hạn như vậy.
Mình sử dụng level đi. Thì mình ở đây là mình thấy mình có thể điều chỉnh được cả cái phần là cổ áo nữa. Ok. Rồi, mình nghĩ như này cũng khá ổn rồi. Giờ mình sẽ điều chỉnh lại phần người mẫu làm sao cho nó phù hợp nhất ha. Ở đây có một cái lưu ý nhỏ, đó là khi các bạn chọn cái vị trí và kích thước của người mẫu nữ thì chúng ta nên cân nhắc ha, và các bạn điều chỉnh làm sao cho mắt các bạn cảm thấy ổn. Chứ đừng giống như kiểu là hình của, các bạn có coi Harry Potter không? Ở cái tập 1 á, có cái hình Voldemort mà ở mà phía sau của giáo sư Quirrell á, đó nó đây nó như thế này này, nếu như các bạn không biết nó hình dung như thế nào. Đó, nó hơi sẽ hơi kinh dị nếu như chúng ta chọn một cái vị trí nó hơi sai ha. Thì cho nên nếu được thì hãy chọn làm sao cho nó ok nhất nha. Rồi phần tai ở đây thì mình sẽ chọn riêng cái phần tai. À, và mình sẽ giảm sáng cái vùng tai này nhiều hơn một chút, mình sẽ để feeder là 50 thôi. Rồi, mình sẽ giảm sáng cho cái vùng này. Đó. Đó, mình giảm sáng cho cái tai. Rồi mình có cái phần mặt người mẫu nó sẽ ổn hơn. Đây mình sẽ tăng cái opacity của người mẫu lên một chút. Rồi, mình cảm thấy như này cũng tạm ổn ha. Rồi, bây giờ thì để cho nó gọi là đẹp hơn thì các bạn sẽ tạo ra một cho nó một cái layer mask và chúng ta điều chỉnh lại cái phần viền những chỗ hiển thị ha. Chúng ta click vào layer mask ở phía dưới này, click vô. Nhớ là tạo cho người mẫu nữ nha. À, sau đó các bạn sẽ chúng ta sẽ sử dụng cái brush. À, click vào layer mask này, sử dụng cái brush màu đen ha và size lớn lên một tí. Các bạn sẽ tăng cái size lên lớn lớn chút. À, ví dụ mình để tầng tầm 1000. À, 1000. Rồi, hardness mình để là 0% nha. Và bây giờ các bạn sẽ click nhẹ màu đen nha. À, brush màu đen. Chúng ta sẽ click nhẹ vào những chỗ mà chúng ta không muốn cho cái phần này hiển thị. Cái phần người mẫu nữ của chúng ta hiển thị ha. Mình sẽ để phần nhẹ nhẹ như thế này thôi. Đó. Trừ bớt phần phần viền ra một chút. À, ở phần áo này thì mình muốn giảm vừa thôi. Đó. Chúng ta sẽ có kết quả như này. Các bạn thể tăng cái opacity cho người mẫu nó hiển thị nhiều hơn lên một tí. Đó, tùy theo các bạn muốn nha. Như ở đây thì Hải Tú chụp một cái ấy, là có cái phần viền sáng như thế này, cho nên là khi chúng ta làm này hiệu ứng nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà thôi có gì xài nấy ha. Có gì xài nấy, chúng ta đừng gọi là khó khăn quá trong cái chuyện là phải như thế này, phải như thế kia. Đòi hỏi giống người ta mà không có thiết bị giống người ta thì thôi thua. Đó, cho nên thôi, có như này là tốt lắm rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần người mẫu nam của mình. À, mình sẽ tạo cái hiệu ứng, à, tạo hiệu ứng hơi blur blur như thế này. À, mình sẽ nhân đôi lên, à, và chúng ta sẽ có người mẫu nam ở phía dưới ha. Mình sẽ chọn cái layer ở phía dưới này. Mình sẽ vào, mình sẽ nghĩ là mình sẽ bôi bỏ bớt cái phần áo này đi. Chỉ một tí thôi là được rồi. Rồi, quay trở lại cái người mẫu nam nha. Thì đây mình sẽ để là hiệu ứng, à, rồi. Mình sẽ vào menu filter, chọn là blur và chọn là motion blur. Đó, mình sẽ để cái blur là dạng ngang như thế này. Nó dạng ngang hoặc là dạng hướng theo cái khuôn mặt, tùy tùy kiểu nào mà các bạn cảm thấy ok nhất thì chúng ta để. Rồi, mình cảm thấy để tầm tầm này là khá ổn rồi. Mình sẽ sử dụng cái brush mà mình sẽ điều chỉnh lại sao cho nó hợp lý. Rồi, tiếp theo ở đây thì mình sẽ làm cho cái phần phần này của người mẫu nó hơi blur ra một tí. À, như các bạn thấy này. À, nó mờ ra khá là nhiều. Mình sẽ chỉ làm đơn giản bằng cách là tạo ra một cái layer mask cho cái phần layer người mẫu nam mà người mẫu chính này. Mình sử dụng cái brush. Rồi, mình sẽ bôi thử. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ kiểu kiểu như thế ha. À, opacity mình đang để là đó, nhẹ nhẹ thôi ha. À, ở đây các bạn có thể sử dụng chọn lại vào phần người mẫu này và sử dụng công cụ là Blur Tool ha. Chúng ta để 100% luôn và các bạn bôi bôi nhẹ nhẹ vào cái phần người này để cho nó mờ ra. Đó. Đó, chúng ta có kết quả như này ha. Ở đây chúng ta có thể làm theo một vài cái hiệu ứng thêm nữa bằng cách có thể là nhân đôi cái phần người mẫu nam. Chúng
nhân đôi ra hả, bỏ cái layer mask đi hồi nãy làm đó. Rồi ở đây thì mình sẽ sử dụng cái blur, blur nhiều ra một chút này, đó nó có một cái phần hơi 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 mờ mờ xung quanh. Mình để tầm này đi, các bạn có thể giảm opacity đi một chút. Rồi tới đây thì tùy các bạn có thể điều chỉnh kiểu gì đó mà các bạn cảm thấy ok nhất ha. Như mình thì ở đây mình đang nghĩ là mình có thể làm cho cái phần người mẫu này nó sáng hơn một tí, nó đang hơi bị tối quá. Rồi bỏ bớt cái phần đen đó như thế này. Mình cảm thấy như thế này cũng gọi là tạm ổn rồi ha. Rồi ở đây thì mình sẽ làm thêm một cái hiệu ứng noise ha, bằng cách là tạo ra một layer mới, nhấn Ctrl Shift N và chọn đây là đặt tên này là noise, là cái hạt đó anh em, cái hạt đó. Mình sẽ vào trong menu filter noise và chọn là add noise. Mình sẽ phải fill nó một cái màu đã. Mình sẽ vào menu là edit, chọn là fill và mình sẽ fill một cái màu đen là black này. Nhấn OK, đó ra black như này nha. Mình sẽ vào menu filter, chọn noise và chọn add noise. Rồi ở đây thì mình sẽ để là Gaussian và monochromatic để cho nó là cái hạt mà màu trắng đen thôi ha, và mình sẽ giảm bớt cho nó vừa phải và nhấn OK. Rồi ở đây thì các bạn có thể chuyển nó sang một cái hiệu ứng nào đó mà các bạn cảm thấy nó hợp nhất. Như mình thì mình thích để kiểu cỡ soft light như này và mình giảm opacity đi. Đó, nhiều nhiều xíu nha, của sếp cũng nhiều lắm á. Đó, các bạn có thể nhấn Ctrl Y để đảo cái màu lại thành màu trắng nhiều hơn như thế này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ phần người mẫu nó đang, mình cảm thấy người mẫu bị ẩn nhiều quá. Mình có thể thay đổi vị trí sao cho nó phù hợp, ví dụ mình để tầm này chẳng hạn như vậy. Ok. Rồi, bây giờ thì phần người mẫu này, mình nghĩ là mình có thể làm cho nó hơi có một cái glow gọi là hơi hơi khác xếp một tí ha. Mình nghĩ là mình có thể nhấn đây, các bạn click đôi vào phần người mẫu nha, để mình đổi thành đổi, mình mở cái blending option đó. Và các bạn sẽ chọn vào outer glow và đây chúng ta sẽ chọn tới cái phần màu vàng hồi nãy. Opacity các bạn thể để tăng lên để chúng ta có thể tăng được cái kích thước sao cho nó mà các bạn cảm thấy hợp lý ha. Ví dụ như là mình để tầm này mình thấy ổn và mình giảm opacity đi một chút. Rồi và inner glow, nếu các bạn muốn ha, inner glow chúng ta cũng sử dụng cái phần màu vàng này, click vào thôi. Rồi đây, inner glow nó là cái phần màu phía trong nha, chúng ta sẽ để nó ít ít thôi, ít thôi nha, hay mấy phần trăm thôi, tầm này thôi. Rồi nhấn OK. Rồi như ở đây thì mình cảm thấy cũng khá là ổn rồi. Tùy các bạn mà các bạn cảm thấy điều chỉnh như nào đó cho nó phù hợp hơn. Ví dụ như là tăng shadow hay là tăng contrast kiểu như thế thì các bạn thể hoàn toàn tự làm nha. Mình thì mình cảm thấy như thế này cũng là tạm ổn rồi, mình cũng không cần phải điều chỉnh gì thêm. Thì đây mình sẽ tiếp tục, chúng ta tạo ra một cái chữ ha. Mình sẽ sử dụng cái công cụ chữ này và mình chọn tới cái phông DFVN New SD mà mình đã gửi cho các bạn rồi ở trong cái thư mục stock đó, các bạn có thể tải về và cài vào máy ha, bằng cách là click chuột phải chọn install là xong thôi. Đây nút install này là xong rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ để nó ở phía dưới cái noise ha, mình click một cái và bây giờ chúng ta gõ chữ. Chữ thì mình sẽ để là chữ màu trắng trước đi, mình sẽ ghi là chúng ta của tương lai đó, kiểu như thế. Rồi, cái chữ này nếu như các bạn cảm thấy muốn cho nó có sự thay đổi thì chúng ta nhấn Ctrl T, phóng to lên một tí, đó kiểu như vậy. Nếu như các bạn cảm thấy cái phần gọi là leading hay là những cái khoảng cách của những cái dòng chữ nó bị xa quá thì các bạn có thể vào menu Windows chọn là character. Đây. Ha, chính là menu này và chúng ta sẽ giảm nó xuống ha, các bạn có thể thay đổi cái thông số ở đây. Đó, tăng nhẹ lên như thế nào đó cho nó đó vừa phải thôi như thế này. Mình cảm thấy nó khá là ổn ha, nó phải gần gần nhau một tí. Rồi. Đây là khoảng cách giữa các chữ kerning đó ha. Rồi thì chúng ta sẽ các bạn sẽ có kết quả chúng ta như thế này. Mình sẽ Ctrl A và chọn cái move tool và mình click vào giữa. Đó, nó sẽ tự động nó căn giữa đúng cái hình cho mình. Mình nhấn Ctrl A này có nghĩa là
Mình lấy vùng chọn là toàn bộ cái hình ha. Và ở trong Move Tool nó có cái tự động sắp xếp vị trí, tự động căn chỉnh vị trí. Thì mình click vào đây, nó sẽ tự động nó căn, nó sẽ hiểu là cái layer chữ này mình đang muốn nằm giữa của cả cái vùng chọn này. Và chúng ta để như thế sao cho nó phù hợp thôi. Ví dụ mình để tầm như này. Nhìn coi sếp để kiểu gì. Đây, sếp để tầm này. Rồi. Đó, và các bạn có thể hoàn toàn thêm những cái chữ nào đó tùy các bạn muốn. Ở đây thì mình đang thấy hình như cái màu của mình nó nhạt hơn của Sơn Tùng khá là nhiều, cho nên là mình sẽ thêm một vài cái lớp màu bằng cách là sử dụng gradient map ha, chọn vào người mẫu nữ này ngay phía dưới cái chữ luôn, gradient map. Rồi ở trong gradient map này thì mình sẽ chọn là phần bên này thì mình sẽ để là màu xám bình thường thôi, màu xám bình thường ngay giữa luôn nha, chọn ok. Và phần bên này thì mình sẽ phủ lên một cái lớp màu vàng, phủ một cái lớp màu vàng đó, tầm này hơi đậm một xíu, nhấn ok. Rồi bây giờ mình sẽ đổi nó qua thành overlay đi. Đó, chúng ta sẽ có một cái lớp màu rực lên như thế này. Tùy theo các bạn cảm thấy nó ok hay chưa, hoặc là thiếu sót như thế nào đó, các bạn có thể tự làm ha. Ví dụ như là ở đây mình đang muốn cái vệt sáng này nó có thêm một cái phần ở giữa màu sáng hơn, thì mình có thể chọn thêm một cái phần này là đâu, nằm đây đi. Mình sẽ chọn nó sang hơi màu trắng nhiều hơn so với những cái kia. Đó. Kiểu như này đó, ok. Đó, các bạn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh lại sao cho nó hợp lý nhất ha. Và mình cảm thấy như này cũng khá ổn rồi. Phần tay người mẫu này lại không đẹp này, mình sử dụng cái brush màu đen và mình bôi bỏ cái phần tay của người mẫu đi. Đó, chỉ phần mặt và phần phần áo thôi. Nếu như hình của các bạn đủ đẹp thì không cần phải xóa ha. Chúng ta tự điều chỉnh lại cái hình của các bạn sao cho nó phù hợp nhất nha. Ở đây thì chữ thì mình đang nghĩ là nó hơi sáng quá, thì mình sẽ đổi cái màu chữ này lại cũng bằng character luôn ha. Chọn màu chữ này, chúng ta sẽ chuyển nó sang hơi màu vàng, hoặc là các bạn có thể click vào đây. Đó, chuyển nó hơi màu vàng một tí cho nó hợp tông ha. Mình click nhầm. Rồi, có cái phần chữ này cũng khá ổn rồi, thì bây giờ các bạn có thể tiếp tục ha. Ví dụ như là chữ có của tương lai đúng không? Tiếp theo là chữ Hoàng Phúc đi, Photoshop đi. Rồi ví dụ như là tên bạn, tên người yêu, ví dụ vậy. Thì cái phong này mình thấy là Sơn Tùng nó khá là thích cái phong Monsterrat ha. Cái phong này thì mình cũng sẽ để ở trong cái thư mục stock mà mình share cho các bạn luôn nha. Rồi, thì mình sẽ để cái này là Hoàng Phúc. Rồi, của nó là bold á, thì mình sẽ để là bold này, size bé thôi. Đó, rồi, mình để vị trí này đi. Rồi, nhìn nhân đôi lên, Ctrl J lên ha. Mình sẽ để bên này, ví dụ như là đền gì đó tùy các bạn, ví dụ mình ghi tên vợ mình đi, Kim Thanh chẳng hạn như vậy. Đó. Rồi, tiếp tục các bạn có thể thêm phần ngày tháng này nọ đồ đó thì tùy các bạn muốn ha. Ví dụ ở đây gọi là credit á. Rồi, phần phía dưới này thì cái phông của nó hơi nhỏ lại ha, và nó sẽ không viết hoa. Cái phông chữ 34 thì mình sẽ để còn 24 thôi. Đây là poster làm theo phong cách MV của Sơn Tùng MTP. Đó, ví dụ vậy, chữ đây là viết hoa nha. Các bạn tự điều chỉnh sao cho đẹp nhé. Thì kiểu vậy. Thì tất nhiên ở đây các bạn có thể ghi một vài cái câu gì đó cho nó phù hợp. Ở đây cái leading nó đang còn bị hồi như hồi nãy thì mình sẽ để lại thành auto này. Và mình có thể để cho cái khoảng cách từ những cái chữ này nó dài dài ra. Đó, nó kiểu ạc ạc hơn. Bây giờ mình cũng cần chôn A này. Rồi, nhấn vào giữa này. Đó. Và để lại vị trí sao cho nó đẹp ha. Rồi các bạn có thể thêm ngày tháng làm sao đó cho nó phù hợp. Đó, và chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là như này.
cũng khá là dễ làm đúng không? Và mình nghĩ là bởi vì mình giải thích tương đối rõ, thành ra là nó sẽ hơi bị dài, cho nên nếu như các bạn tự làm mình nghĩ nó sẽ nhanh hơn. Thì đó là toàn bộ video. Nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, đừng quên nhấn like, share, subscribe, và nếu các bạn có kết quả hãy share lên cho mọi người cùng cùng trao đổi ha. Và có thiếu sót gì hay là có cách nào đó chúng ta cải thiện cái hình này cho nó đẹp hơn nữa thì chúng ta cứ trao đổi với nhau ha. Bye bye anh em, mình là Hoàng Phúc, từ Hoàng Phúc Photo. Nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Làm cái này mệt lắm. Bye bye. À, đừng quên bỏ lỡ những video bên này nữa. Click vô để xem những video khác của mình trên kênh YouTube của mình nhé. Bye bye.